Hữu Lương xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị khán giả có mặt trong khán phòng và các bạn nghe và xem đài gần xa đang đến với chương trình tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần do Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và đang trực tiếp phát sóng trên kênh AM 610 kHz của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và trên HTV1 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta dự khán buổi bán kết chiều nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị và các bạn hãy hướng về màn hình để biên tập viên Ngọc Thu sẽ điểm qua cuộc thi tuần vừa qua. Quý vị khán thính giả thân mến, vòng bán kết của hội thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần đợt 2 năm 2017 tiếp tục sôi nổi với những tuần thi đầy kịch tính. Và trong tuần thi vừa qua, quý vị đã theo dõi buổi thi thứ 3 của vòng bán kết, có thể xem là một tuần thi đầy ấn tượng khi mà có rất nhiều thí sinh điểm cao, có nhiều dòng ca đẹp và có rất nhiều bài ca hay được chọn để dự thi trong tuần thi vừa qua. Các thí sinh cũng đã cố gắng học những bài ca mới, tìm tòi cách thể hiện cảm xúc để có thể mang đến cho quý vị những phần dự thi hấp dẫn nhất. Ví dụ một số bài ca như là Anh đi xa cách quê nghèo của tác giả nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu, Rừng núi quê em của tác giả Trần Thi, Nơi để nhớ của tác giả Lâm Viên, Dương Minh Châu quê mẹ của tác giả Phương Thành, Đường về nhà mình xa quá má ơi của tác giả Hà Nam Quang, hay Tống biệt hành của tác giả thạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Khải. Và điều bất ngờ nhất đó là có đến 2 thí sinh đạt được số điểm trung bình cao nhất trong tuần thi vừa qua với chất giọng đẹp và tự tin khi thể hiện phần dự thi của mình, là thí sinh Đặng Phương Sang sinh năm 1986 đến từ Long An và thí sinh Nguyễn Phước Hảo sinh năm 1981 đến từ quê hương Đồng Tháp. Buổi chiều hôm nay mời quý vị tiếp tục theo dõi buổi thi thứ 4 của vòng bán kết. Các thí sinh đã luyện tập và chuẩn bị như thế nào cho phần dự thi của mình trước khi đến với phần tranh tài sôi nổi của các thí sinh? Xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng nghe trích phát lại phần dự thi của 2 thí sinh có số điểm trung bình cao nhất và cao bằng nhau trong tuần thi vừa qua. Đầu tiên sẽ là phần trích dự thi của thí sinh Đặng Phương Sang với câu 1 và câu 2 trong bài ca Thương em nhiều qua lá thư xuân của soạn giả Ngô Hồng Khanh. Anh gửi về em nơi miền xa xôi tổ quốc, đang buổi hành quân dừng chân anh ăn nốt con chim mừng xuân vui hót trên cành. Ở nơi đây rừng vào xuân rừng không có mai vàng, sông đồng trưa mưa nắng tàn tàn. Sau đây sẽ là phần trích dự thi của thí sinh Nguyễn Phước Hảo đến từ Đồng Tháp với một sáng tác của tác giả Lâm Viên, bài ca Nơi để nhớ câu 5 và câu 6. Rời núi Cấm Lâm Viên em đưa tôi vào Ba Chúc, viễn Tam Độ Phi Lai viễn những người đã khuất qua mấy mươi năm với chứng tích đau lòng. Mấy ngàn hồn quang phơi xương trắng máu hồng, vết thương chiến tranh đã lành theo năm tháng, người người chung tay xây dựng lại quê hương. Rừng tầm giống lương phi còn nặng nhớ thương những chiến sĩ hy sinh trên đồi Mã Thiên Lành. Ô Tà Sóc lưu danh trang sử vàng long lanh, cùng cất dập ô tô anh dùng kỳ. Còn bây giờ xin mời tất cả quý vị khán thính giả sẽ đến với buổi thi thứ 4 của vòng bán kết hội thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần đợt 2 năm 2017.
Công bố danh sách hội đồng giám khảo cuộc thi hôm nay gồm có thạc sĩ nghệ sĩ ưu tú nhạc sĩ Quỳnh Khải, chủ tịch hội đồng, soạn giả Đăng Minh, ủy viên hội đồng giám khảo, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai, ủy viên hội đồng giám khảo, và soạn giả Minh Thùy, ủy viên hội đồng giám khảo. Bây giờ chúng tôi xin mời 10 thí sinh dự thi buổi chiều hôm nay sẽ bước ra sân khấu để chào hội đồng giám khảo và quý vị khán thính giả gần xa. Mời các bạn Trần Thị Thơm, Nguyễn Kim Đồng, Lê Hữu Phúc, Lê Thiện Trình, Nguyễn Văn Bôn, Quỳnh Thị Lệ Hằng, Nguyễn Quốc Đồng, Lê Quang Đức, Nguyễn Thị Nương và Lê Minh Luân bước ra sân khấu. Thưa quý vị, đây là 10 thí sinh sẽ dự thi vòng bán kết chiều hôm nay. Mời quý vị khán giả có mặt trong khán phòng hãy động viên cho các bạn một tràng pháo tay thật đông nhất. Vâng, xin mời các bạn vào phía bên trong để chuẩn bị phần dự thi của mình. Và thưa quý vị, những nhạc sĩ cùng đồng hành với các thí sinh của chúng ta tập luyện từ sáng cho tới bây giờ, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ban nhạc cải lương hôm nay gồm có các nhạc sĩ Trường Giang đàn guitar, nhạc sĩ Hồng Tươi đàn kìm, nhạc sĩ Duy Kim đàn tranh và nhạc sĩ Hữu Đan đàn violon. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ cuộc thi bán kết chiều hôm nay xin phép được bắt đầu. Chúng tôi mời thí sinh Trần Thị Thơm, số báo danh 28, sinh năm 1987 tại Bến Tre. Bạn Thơm sẽ ca Xuân Tình lớp 1 và hai câu giọng cổ của soạn giả Diệt Sơn, Khung Trời Miền Hạ, câu 1 và câu 2. Miệng hát ngóng trong theo.
Đây là số điểm của hội đồng giám khảo. Nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Khải 18,88. Soạn giả Đăng Minh 18,87. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai 18,89. Và soạn giả Minh Thùy 18,88. Xin cảm ơn hội đồng giám khảo. Tiếp theo là phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 44, Nguyễn Kim Đồng, sinh năm 1992 tại Cà Mau. Bạn Kim Đồng sẽ ca Xuân Tình lớp 1 và hai câu vọng cổ của soạn giả nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu, Tâm Sự Mộng Cầm, câu 5 và câu 6. Thank you.
tang rồi mong bề nhau. Ơi một mùa trắng có đầy thơ với mộng, có ngàn lời thương dạng tiếng giao là số điểm của hội đồng giám khảo. Nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Khải 18,91, soạn giả Đăng Minh 18,92, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai 18,95 và soạn giả Minh Thùy 18,95. Xin cảm ơn hội đồng. Tiếp theo là phần dự thi của thí sinh mang số danh 60 Lê Hữu Phúc, sinh năm 1982 tại An Giang. Bạn Phúc sẽ ca Phú Lục 8 câu và 2 câu vọng cổ của soạn giả Nguyễn Hữu Nghĩa, Mừng Đảng, Mừng Xuân câu 1 và câu 2. Tiêu ca cầm đêm ngày điêu luyện
dân ta mới được vẻ vang. Vui đón xuân về, nhớ ơn của Đảng vinh quang. Thương nhớ bác, lòng con ngập tràn bao cảm. Nhìn khí thế hân hoan tưng bừng trên quê hương đổi mới, thành phố nghiêng mình chào đón xuân sang phơi phới tươi hồng. Số điểm của hội đồng giám khảo. Nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Khải 18,97, soạn giả Đăng Minh 18,99, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai 18,99 và soạn giả Minh Thùy 18,97. Xin chúc mừng bạn. Những bài vừa rồi ca mà đạt gần 19 là khó lắm. Giám khảo đề nghị dành tràng pháo tay nữa quý vị. Thưa quý vị, các bạn nghe và xem đài gần xa thân mến, bây giờ là tới một tiết mục cũng rất là hấp dẫn, đó là thi, không phải là thi trong khán phòng mà thi qua điện thoại. Vâng, và mời quý vị ở trong hội đồng giám khảo nghỉ giải lao ít phút. Bây giờ đến hội đồng giám khảo là quý vị ngồi ở đây. Ai ca hay vỗ tay nhất 500.000, chung liền nhì 300, ba một tràng vỗ tay. Do đó cho quý vị là quý vị trong đây là mấy trăm người làm hội đồng giám khảo, và hy vọng rằng là chúng ta sẽ được nghe phần dự thi hết sức đặc biệt của các thí sinh ở xa. Xin cho tôi nói máy với thí sinh đầu tiên. Alo. Alo. Ai đó? Em Tuấn là ở Long An ở đây. Ủa, Tuấn hả? Dạ. Ở Long An ở chỗ nào? Dạ, em ở huyện Đức Huệ. Hả? Em ở huyện Đức Huệ. À, Đức Huệ hả? Gần Đức Hòa dạ, đúng không? Dạ, gần cầu Đức Huệ. À, Đức Hòa, Đức Huệ. Dạ. À, vậy là em làm gì ở dưới? Dạ, em cũng nhà làm mì nông anh ơi, làm ruộng. Làm ruộng hả? Ở dưới dạ. Hôm nay nóng dữ không? Có mưa không? Nóng quá trời, giờ đang nóng quá trời anh ơi. À, rồi ca được không? Dạ, được. À, thần kinh ổn định không?
Cũng bình thường. À, tại nóng quá nhiều khi nó tỉnh nha. À. Rồi bây giờ gì? Bây giờ ca bài gì? Dạ, em ca trích đoạn câu 4 trong Máu Nhậm Sơn Chùa anh. Ôi sao giờ chọn cái bài nghe ghê vậy? Bây giờ cái trích đoạn này nó nói cái gì, nội dung nói gì? Máu Nhậm Sơn Chùa là kiểu hai người yêu nhau đó mà không không thành đó, rồi giờ quay về thì người yêu cũng bất ngờ. Rồi sao có máu không đây? Dạ không. À, cái câu dạ. Ca hát rồi có bạo lực không? Dạ không. Không có hả? Thề đi. Dạ. Thề đi. Dạ. Thề nha, cái này đang trực tiếp phát sóng nha, hát tầm 7 dạ, cũng được. Anh nói ban nhạc ra cho em dây hò anh. À, dây hò hả? Rồi. Dạ, dạ. Rồi, mời ban nhạc dây hò. Thưa bạn, tôi là kẻ một miền xa xôi lắm, đặt hàng gió tuyết trở về đây để lần để kể cho bà nghe một câu chuyện, chuyện ban đầu của một người con gái, chuyện thương đau của một kẻ đắm tình. Đêm qua tôi cứ về qua nơi họ hẹn cùng thì mới hay cô gái đã sang sông. Thôi ông đừng làm cho thế giới bàng hoàng xúc động, ông hãy đi đi, ông hãy đi đi. Bà ơi tôi sẽ ra đi để đưa tiễn mùa thu vào trong một giấc mơ buồn bã, rồi một chiều nào có dừng chân nơi quán lạ thì xin bà hãy dành lại phút giây hoài niệm kẻ đắng tình. Tôi đã ra đi là chấp nhận cho mình một cuộc sống bên trời cô độc, như loài chim buồn lạc lòng giữa đêm trung. Bà ơi nếu một phút giây nào bà còn chăm nhớ thương đến kẻ đã cùng bà hẹn thì xin bà hãy quay về nơi kỷ niệm và khóc cho nhau vài giọt lệ ban đầu. Chúc mừng Tuấn nha, nghe dạ. Công nhận là mấy chục cây số mà nghe cái cốc vô ngồi trúng nhịp cái cốc luôn, hay thiệt. Con muốn nói gì nữa không? Dạ, rồi trước em cũng cảm ơn ban giám khảo, ban tổ chức đã tạo điều kiện cho anh em gần xa được giao lưu, em rất cảm ơn. Khoan, cho hỏi nè, sao ca hay mà không có đi thi mà thi ở xa vậy, ở Đức Huệ lên đây chút xíu gì? Dạ không dám giấu gì, cũng thi mấy lần mà đều chưa được. À cũng có hả? À, nói chung nói chung cũng thành thật ha. Dạ. Thôi ráng nha, đúng không? Chứ dạ. Được không? À, lần dạ. Này nhiều khi được á. Ha. Dạ dạ. Hồi nãy tôi nghe vỗ tay lớn á, được á nha. Dạ, em nghe cũng không rõ lắm. Dạ. Nghe không rõ mà ca trúng nhịp hay. Dạ. Quá siêu đúng luôn. Rồi. Đúng không? Mấy dạ, chục cây số mà dàn đờn ngồi ở Sài Gòn mà ca tuốt Đức Huệ mà dạ. Trúng nhịp. Dàn nhạc của ai vậy anh Hữu Lưng? Hả? Nhạc sĩ nào đợi ngày đi ta vậy anh? Hả? Trời ơi, dở truyền hình đó coi. À, tại em đang ở ngoài đồng, em không có coi truyền hình được. À dạ, rồi chút xíu nói. Bây giờ đang thi, không có nói, đúng không? Dạ, dạ. Rồi, dạ. Rồi. Mời tôi, mời vòng máy cho tôi nói với thí sinh thứ hai. Alo. Alo. À, chào chú Hữu Lương. Ừ, sao cháu có bệnh hoạn mà yếu vậy? Làm mệt chú ơi. Làm gì mệt? Cút đất. Trời ơi, cháu tên gì ở đâu mà giờ này cuốn đất? Dạ, con tên Kim Trung ở Phú Quốc. Ở Phú Quốc hả? Trời ơi, dạ. Một cục đất đó giờ mắc lắm đó nha. Dạ. Nhưng mà cháu ở Dương Đông hay Dương Tơ? Dạ, ở An Thới. An Thới, ở cảng An Thới phải không? Dạ. À, vậy cháu làm gì ở ngoài? Con ở cách An Thới lên 7 cây, con làm rẫy hả chú? À, làm rẫy hả? Dạ. Rồi ở đó có tiêu không? Dạ có. Có hả? Lúc này tiêu được giá đó nha. Dạ. Rồi giờ cháu ở ngoài, cháu coi đang coi tàng hình đó là cháu nghe la vô. Dạ, coi truyền hình nhưng mà cháu ở đang ở ngoài gãy nên không có coi được. Không coi được hả? Bây giờ nói dạ. Chuyện với chú nghe rõ không?
Dạ rõ. Có giờ mình thấy cái mặt chú không? Dạ không. À, hay quá, chú đâu có thấy mặt cháu đâu. À, thôi chú dạ. Cháu mình nói chuyện trên trời dưới đất ha. Giờ dạ. Cháu thi ca bài gì? Dạ, cháu thi trong một bài, một câu, bài Hoàng tử mặt nám. Hoàng tử gì? Hoàng tử mặt nám, chết trong vở tuồng Hoàng tử mặt nám đó chú. À, cháu tên gì? Tên Trung. Tên gì? Trung cho chú. À, Trung hả? Mặt nám có chồng dạ. Chưa? Dạ rồi. À, bộ... thôi được rồi, mình ước mơ. Con người ta sống rồi phải mơ ước, đúng không? Rồi, rồi cháu hát đi Hoàng tử mặt nám ra làm sao? Người ơi, xin đừng nói tiếng yêu tôi. Chưa sáng em lòng này thêm đau quá. Người con gái này rừng núi hoang vắng vắng vô. Tôi không đổ giữ thời tròn cho ấy mong người xót thương mà tha thứ tội. Kim Trung ơi, Kim Trung. Dạ. Alo. Em nghe, em nghe. Nghe không? Ca xong rồi cảm thấy như sao? Rung quá chú ơi. Nhưng mà giờ chú hỏi thiệt là cháu ca cháu có nghe đờn không? Dạ không. Hay vậy? Ủa sao gì thế mà nó mất tiêu rồi không nghe được. Bởi vì sao? Bởi vì làm sao nghe được? Đúng không? Cho nên dạ. Là ca tuốt ở Phú Quốc, vàng đờn ở đây mà trúng nhịp. À, chú thấy tiếng vô tay rất lớn nha, coi như là tại vì bữa nay mình này gió quá trời không biết sống nó coi không mà ca lên con không nghe được gì hết. Không, mà ở ngoài có mưa không? Dạ không có mưa mà hai ngày nay gió quá trời. Không, con ăn cay dữ không con? Dạ cũng để đỡ chú. Hàng chi chắc cái lưỡi nó dài, cái hơi nó dài quá cho nó kéo quá dữ. Chúc mừng cháu nha. Dạ, dạ. Rồi bây giờ là một hạng nhất, hai hạng nhì, ba là vỗ tay vậy thôi nha, nhớ nha. Bây giờ tới thí sinh thứ ba, bữa nay là thí sinh tôi hay quá. Alo. Alo, xin chào anh Hữu Lương. Quá dữ, nghe giọng quen lắm nha. Ông ở đâu? Dạ ở Bình Định anh Lương. Ở đâu? Dạ ở Bình Định. Ở dữ trời, ở Bình Định hả? Ở Bình, dạ. Bình Định thành phố Quy Nhơn phải không? Dạ gần Quy Nhơn. Gần nhớ. À, biết mộ của Hàn Mặc Tử không? Có chứ, thường tao nói hoài mà. Đồi Thiên Nhân á. À, có ghé thăm ổng không? Có, tên được, ổng ở ngay Đồi Thiên Nhân á. À, rồi có gặp ổng không? Ổng có nói gì không? À, xin lỗi luôn ơi, bây giờ làm ơn anh tôi cho, anh làm ơn anh cho tôi xin một phút nha. À, em Trường Giang ơi, em làm ơn em chận với anh xuống á. Đang ở dưới hò vuốt cái tông pha đó em Trường Giang. Ủa, dữ nha, ông này dữ nha. Gọi là... Tuốt ở Bình Định mà chỉ đạo xuống ban nhạc tụi tôi nha. À, khoan, ông đang nghe radio hay là ông đang coi màn hình? Anh coi truyền hình anh luôn ơi. À, ông thấy anh Trường Giang đẹp trai không? Trời, Trường Giang đẹp trai, đánh ngọt quá. Đó, coi như bao nhiêu em chết đó, đúng không? Nhiều em chết. Vừa đẹp trai mà cũng có gần vừa ngọt quá anh luôn ơi. À, ngọt đó hả? Ừ, bây giờ ông ca sao mà ngọt hơn. À, năm nay ông nhiêu tuổi rồi? Khoan, để coi ông năm nay nhiêu rồi. À, lớn tuổi rồi anh Luân ơi, không dám đi thi, ở nhà thi sân nhà không à. Rồi ở Bình Định ông làm gì ở trển?
Dạ làm việc nhà thôi anh Lương. Ở nhà làm việc nhà không à. À có gì làm nội trợ đúng không? Nội trợ, lớn tuổi rồi không dám đi thi. Thi sang nhà với bà xã không à. À rồi lúc này bà khỏe không? Khỏe, cảm ơn anh, bà khỏe rất khỏe. Rồi cháu nội, cháu ngoại sao rồi? Dạ cảm ơn anh, cũng bình thường hết anh. À thôi bình thường là vui rồi, đừng có bất thường đúng không? Nói chứ bình thường rồi. Bây giờ ông ca bài gì? À, ca một câu câu bốn á, anh Trường Giang trong bài sao không thấy anh về á, em bấm dùng cái hồi về cho anh thử đúng đúng giai pha cho em. Rồi được chưa, ông này có vẻ chuyên nghiệp nha. Rồi cảm ơn em nhiều. Trước đón sao mèo sông mang cừu nắng đục mưa trong sao người đi dời dời mịt mùng núi sông quê mẹ còn mong đợi sao người đi tấm cả mình bùng núi sông quê mẹ hang còn à khoan lộn vô giữa xuống dòng cỏ cho em Giang, xuống dòng cỏ lại chứ, vô lại nè. Sao người đi tấm cả mình bùng núi sông quê mẹ còn mong đợi. Đất là bơ vơ thương nhớ khôn cùng mưa gió đường xa lạc lòng thân lữ thư nghe tiếng ru hời nhớ giọng họ xưa. Con ơi con ngủ cho say cha con đi thú miền xa chưa về, mẹ thương con đã cầu ái từ mòn mỏi trong con cho đến trọn cuộc đời. Rồi ông biết ông hạng mấy không? Dạ ông chắc là hạng ba anh luôn. À có ông hay quá, có nghĩa là mình tự hát rồi mình tự chấm luôn đúng không? Rồi yeah. Trả thưởng liền một tràng pháo tay hạng ba rồi. Vì thấy ông bây giờ là hết sức tự giác của mình ca em xuôi. Tại có ba hạng thôi, nhất nhì ba, ông hạng ba là quá giỏi rồi đúng không? Rồi bây giờ hạng nhất hạng nhì mới ghê nè đúng không? Bây giờ thứ nhất là ở Đức Huệ, à, Long An, rồi hai là Phú Quốc đúng không? Bây giờ là bây giờ vỗ tay nha, để tôi nghe nha. Bây giờ Đức Huệ nếu mà hạng nhất thì dành tràng vỗ tay lớn. Rồi ở Phú Quốc hạng nhất. Ôi sao hai cái nó đều nhau, sao không lẽ hai cái nhất mà tôi có 800.000 à, 500, 300. Rồi bây giờ nè. Bây giờ là ai đồng ý là ở Đức Huệ Long An dạy nhất thì vỗ tay lớn. Ai đồng ý ở em ở Phú Quốc là dạy nhất vỗ tay lớn. Rồi rõ ràng rồi đúng không? Rõ ràng như vậy là Phú Quốc đúng không? Chính xác không? Ai đồng ý là ở Phú Quốc thì ở An Thới hạng nhất vỗ tay. Rồi à, báo cáo với lại bà con cô bác gần xa, cuộc thi chúng ta giải nhất em gì ở Phú Quốc tên rồi quên rồi hả? À Kim Trung. Rồi chúc mừng cháu nha. Còn anh Đức Huệ ca cũng hay lắm, anh đó tên Tuấn rồi, anh Tuấn phải không? À đúng rồi. À, không nhưng mà tôi hỏi là tên gì, trời ơi tôi già rồi. Rồi à đầu tiên á, rồi
Rồi, à, kính thưa bà con cô bác gần xa thân mến, như vậy là cuộc thi bên lề đến đây đã tạm dừng. Đó, quý vị thấy không, chưa hết là hội đồng giám khảo cãi nhau tùm lum tà la hết á. Bây giờ thống nhất chưa? Hả? Ông cha bây giờ cái vụ khi cái vụ này căng ăn á. Khoan, bây giờ phải trưng cầu đàng hoàng. Bây giờ ở đây là mấy vị ở đây nói là nhất ở Long An, nhì Phú Quốc. Bây giờ tôi trưng cầu phải chấm bằng vỗ tay. Có đài truyền hình, có đài phát thanh lập biên bản, đâu có ai mà ấy được. Không, nói như là chơi phải hết sức là sòng phẳng nha. Mà khi công bố rồi không có cãi nữa. Đó, cái bà đây hay cãi lắm nè. Đó, thấy chưa? Cười cái coi, tự nhiên không cười. Thôi, lỗi tay tôi mời đàn. Rồi, bây giờ ai đồng ý là ở Long An dạy nhất? Dành một tràng pháo tay. Làm chứng nha. Ai đồng ý Phú Quốc dễ nhất vỗ tay. Rõ ràng thấy chưa? Thấy chưa? Rõ ràng bây giờ. Bây giờ rõ ràng đó là đài phát thanh và đài truyền hình đều lập biên bản, đúng không? Đúng không? Có khiếu nại gì không? Có khiếu nại gì không? Không. Chị có khiếu nại gì không? Khoan không? Cái ông đàn ông ca rất là mùi đó. Ta rõ. Ông, nhưng mà ai vỗ tay lớn? À, rồi. Thôi mệt quá. Không, quý vị bà con cô bác xem, có 500.000 mà có chuyện rồi, thấy không? Thôi giờ thôi bây giờ tôi mệt lắm rồi nghe. Bây giờ thôi chịu vậy đi nha. Tất cả nếu đồng ý về kết quả của hội đồng giám khảo tại đây, dành một tràng pháo tay thật lớn. Rồi. Trời ơi, mình làm cái nghề này cũng mệt lắm mà. Tôi nói là trời thì nóng ở ngoài là gần 41 độ, mà vô đây còn cãi nhau thì thôi tôi tự tử chết bây giờ. Kính thưa quý vị, bà con, cô bác gần xa thân mến, cái chuyện mà ý kiến khác nhau là chuyện bình thường, nhưng bao giờ cũng thế. Để giải quyết câu chuyện này phải đa số, đúng không? Phải đa số thì quý vị có thể thấy là tôi cũng hết sức là công tâm, đúng không? Tôi nói thiệt, tôi cũng đâu quen biết hai cái thí sinh ở đâu, đúng không? Ví dụ phải tôi quen biết gì đó, nói tôi tình cảm gì đó, tôi ủng hộ cái này, ủng hộ cái kia. Cái này là toàn bộ là của quý vị khán giả. Bây giờ tôi mệt lắm rồi. Tôi tính xỉu ở đây, nhưng mà bây giờ đề nghị cho tôi đàn pháo tay thì tôi đưa dũng cảm tôi giới thiệu tiếp chứ. Trở lại phần dự thi của các thí sinh, chúng tôi mời quý vị, các bạn nghe và xem đài gần xa thưởng thức phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 36 Lê Thiện Trình, sinh năm 1977 tại Bạc Liêu. Bạn Trình sẽ ca Nam Ai 8 câu và 2 câu vọng cổ của soạn giả Võ Nguyễn Huệ Hồng, Thương Về Quê Mẹ, câu 1 và câu 2. Cao ngọn cờ hồng
tâm tình để xua tan nỗi ưu buồn trong những tháng ngày xa quê. Sau trận đánh Công Đồn năm ấy, nơi căn cứ một mình trằn trọc nỗi niềm thương. Rừng u minh tràm thơm ngát mùi hương, nghe tiếng mưa rơi mà chạnh lòng người lính trẻ. Mẹ ơi, có phải nỗi chờ mong sánh tựa núi sông dạt vào tình yêu nước? Dù năm tháng gian lao, dù mưa bom bão đạn, mẹ vẫn thiên tha chờ đợi buổi tao phong. Từ trường lớp xa thầy xa bạn, con lại lên đường nói bước cha ông. Nơi tiền thương con thân hai lập công, chiến đấu hy sinh vì tự do độc lập. Dù khó khăn thử thách nguy nan, con vẫn kiên cường trong lớn phía trước. Nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Khải 18,80, soạn giả Đăng Minh 18,85, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai 18,83, soạn giả Minh Thùy 18,80. Xin cảm ơn hội đồng giám khảo. Tiếp theo là phần dự thi của thí sinh mang số danh 68, Nguyễn Văn Bôn, sinh năm 1991 tại Cà Mau. Bôn sẽ ca Nam Ai 8 câu và 2 câu giọng cổ của soạn giả nghệ sĩ ưu tú Thanh Tuấn. Thương quá mẹ ơi, câu 5 và câu 6. Con ơi, sao
chẳng chịu quay về để mẹ già chờ trong mưa. Con nghe tan nát cõi lòng, nhớ mẹ hiền không một phút nào nguôi. Mưa nắng dãi dầu mẹ lặng lội đồng sâu, mong con cực khổ chi đâu. Ôi thiên liêng mẫu tử thắm tình, con trách mình sao lại vô tâm để cho mẹ phải buồn. Cả đời vất vả của mẹ đã cho con học thức riêng mình, con xin nguyện giữ gìn tâm chân tình mẹ đã cho con. Mẹ ngồi tựa cửa chờ con, ngân nga câu hát giọng buồn hôn. Giọng đưa kẹo kẹt ru con lớn khôn trả nợ nước non. Về lại quê xưa thì mẹ đã lưng còng tóc bạc, giọng nói run run mắt mờ tay nặng. Trong vòng tay mẹ con lặng đi nghẹn nghẹn tim mình. Cầu tre vẫn còn nguyên đó, nhưng bước chân mẹ ngày nào không thể qua đây. Những điệu dân ca nồng ấm thiết tha cùng tiếng đàn bầu vang lên nghe nào ruột. Ly rượu đoàn viên con mừng thọ mẹ, dưỡng dục cụ lao đam tạ mấy cho vừa. Quạt bếp lửa hồng sưởi ấm mẫu thân, mừng là mẹ vẫn còn chờ con trở lại. Nhưng mẹ ơi, thời gian không thể kéo dài thêm tuổi thọ, quy luật tàn dần của kiếp thế nhân. Lời thơ buồn của điệu dân tiên cùng tiếng đàn bầu vang lên nghe nào. Trọn dần thơ cho đời, nay con đã về bên mái nhà xưa. Mẹ ơi mẹ hãy sống với con thêm nhiều xuân. Quê hương mình không còn binh lửa mòn mỏi trong chờ, không còn nữa mẹ ơi. Sau đây là kết quả của hội đồng giám khảo.
Nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Khải 18,92, soạn giả Đăng Minh 18,95, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai 18,94 và soạn giả Minh Thùy 18,92. Xin cảm ơn hội đồng giám khảo. Tiếp theo là phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 20, Quỳnh Thị Lệ Hằng, sinh năm 1978 tại Long An. Bạn Lê Hằng sẽ ca Nam Xuân 8 câu và hai câu dụng cổ của soạn giả Trọng Nguyễn, Giọt Sữa Cuối Cùng, câu 5 và câu 6. Cường dấu chân ấy cùng rổ qua.
ơi, tôi đang viết về chỉ một bài ca mà nước mắt đã làm nhòa trang giấy. Tôi nghe đâu đây như có dòng sữa ấy chảy giữa quê hương, làm cao rộng những công trình, mỗi chiến công đổi bao giọt sữa cuối cùng gửi lại cho con. Đêm vĩnh linh lúa trổ mình ngậm sữa, dâng hạt gạo cho đời thêm giọt sữa cho con. Sau đây là số điểm của hội đồng giám khảo. Nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Khải 18,89, soạn giả Đăng Minh 18,88, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai 18,89 và soạn giả Minh Thùy 18,89. Xin cảm ơn hội đồng giám khảo. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trực tiếp phát thanh và truyền hình trên kênh AM 610 kHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và HTV1 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình này được sự tài trợ bởi thương hiệu Đầu Trâu thuộc công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Ở những vùng đất phèn, vùng đất ba vụ, lúa vẫn một màu xanh mướt. Đó là nhờ chuyên cần chăm bón và tìm tòi học hỏi, chọn và sử dụng đúng phân bón, lúa có năng suất cao. DAP Avel Đầu Trâu với 18% đạm, 46% lân và 0,2% Avel. Khi bón DAP Avel vào đất, Avel trong DAP sẽ tạo ra một lớp phủ thông minh và điện âm cực mạnh thu hút sắt nhôm. Nhờ đó cây hấp thu lân dễ dàng, cây ra rễ nhanh, để nhánh khỏe. DAP Avel Đầu Trâu, giải pháp hiệu quả tiết kiệm. Cuộc thi giọng ca cải lương hàng tuần diễn ra vào lúc 14 giờ đến 15 giờ 45 và mỗi buổi chiều thứ bảy hàng tuần tại Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Các thí sinh với nhiều độ tuổi khác nhau đến với cuộc thi để được thể hiện tài năng của mình qua các thể loại như đơn ca, song ca, ca hài, trích đoạn cải lương. Cuộc thi giọng ca cải lương hàng tuần được phát thanh trực tiếp trên sóng AM 610 kHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính mời quý khán giả đón xem. Dương Thanh Tuấn, Sóc Trăng, Nguyễn Thanh Phong, Long An, Nguyễn Như Ý, Tây Ninh, Phạm Tấn Phong, An Giang, Trần Quốc Khánh, An Giang, Nguyễn Văn Nhân, Cần Thơ và Phạm Quang Minh, Đồng Tháp. Mời các thí sinh vừa đọc tên nêu trên liên hệ ban tổ chức và đến đài vào lúc 8:30 sáng ngày 29 tháng 4 2017 để bốc thăm và dự thi buổi bán kết thứ 5 cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần. Khi đi các bạn nhớ mang theo giấy chứng minh nhân dân và phiếu báo danh. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị các bạn nghe và xem đài gần xa cùng thưởng thức phần biểu diễn của nghệ sĩ Lê Khánh Văn. Đây là một thí sinh đã từng đoạt giải bông lúa vàng của cuộc thi tuyển chọn bông lúa vàng, hai năm chúng ta tổ chức một lần. Một tràng pháo tay cho nghệ sĩ Lê Khánh Văn. Trước khi Khánh Văn ca thì Khánh Văn có thể cho quý vị khán giả biết cảm tưởng của Khánh Văn khi trở lại sân khấu của cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần. Kính thưa quý vị thân mến, thì phải nói cũng rất hân hạnh được đến đây để ca giao lưu cùng quý vị khán giả. Thì không biết nói gì hơn, cũng xin cảm ơn ban tổ chức và phân bón nhà tài trợ Bình Điền đã có cái tổ chức cái cuộc hội thi này, cho nên Khánh Văn đến đây để giao lưu cùng với quý vị. Lời đầu tiên thì chúc cho ban tổ chức, ban giám khảo và quý vị khán giả lời chào thân thương và trân trọng nhất. Hôm nay Khánh Văn sẽ ca phục vụ cho bà con cô bác bài gì? Khánh Văn cũng xin gửi đến quý vị một bài ca cổ của tác giả Hoàng Khương. Bài ca cổ được mang tên Thương Về Quê Mẹ. Về quê mẹ ngôi mộ nằm lặng lẽ dưới hàng cây, trời chiều nay không một chút gợn mây, gió thổi lạnh nghe tâm
đổ cơn mưa. Không hiểu tại sao ba còn quay trở lại, còn con ra người siết mạnh vào lòng mà nước mắt cứ lưng trồng. Thank you.
một lòng sắp tới sông lên. Sông lứa trận tiền trước mũi đạn làng tên, lập công lớn để đền ơn dương dùng. Chữa mẹ trong con là máu hồng thôi thúc, thống nhất non sông vàng khúc hát ca quý hoàng. Cảm ơn Lê Khánh Văn rất là nhiều. Chúc anh sẽ có nhiều cái niềm vui trong buổi chiều hôm nay, và vẫn đem lời ca tiếng hát của mình để phục vụ bà con cô bác gần xa. Anh Khánh Văn từ lúc đoạt giải Bông Lúa Vàng cũng đã đem rất là nhiều niềm vui cho bà con gần xa, đặc biệt là ở tại tỉnh An Giang. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, ban tổ chức chúc anh mạnh khỏe. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, bây giờ đến một cái phần cũng rất là hấp dẫn, đó là thi đố nhằm nâng cao về cái kiến thức ca nhạc tài tử cho bà con cô bác gần xa. Thì ở đài cũng đã mở ra cuộc thi, là ở đây tôi sẽ đọc câu hỏi, ban nhạc sẽ tấu lên một giai điệu và quý vị trả lời đó là điệu gì. Ai trả lời trúng được một phần thưởng. Vâng, một cái bầu thư với nhiều cái gì tôi ở đây tôi không biết. Câu số 1, mời các bạn nghe đoạn nhạc sau đây và đoán đó là thể điệu gì. A. Tứ đại lớp sang vắng 1. B. Tứ đại lớp sang vắng 2. B. C. Tứ đại lớp hồi thủ, có nghĩa là A, B, C. Mời ban nhạc. Trời, người giơ tay. Giờ mời ông anh cười mà răng rụng hết á. Anh răng rụng hết á, giờ quá dữ. Mời anh lên. Nhưng mà biết câu gì? Đúng rồi, ông lên rồi rủi ông té rồi chết tôi. Rồi, điều gì? Dạ hồi thủ. Hả? Tứ đại hồi thủ. Chắc không? Chắc. Đợi tôi xíu, đứng đây nha. Để tôi lên coi đáp án, tôi còn không biết mà. Khoan đi, không để nói lên để chung nữa không. Trời ơi, vô ngồi ở nhà bộ cửa xài nẻo nhiều lắm, chìa khóa quá trời quá đất vậy. Câu trả lời đúng đó là tứ đại lớp hội thủ. Ông tên gì? Hoàng Hùng. Năm nay nhiêu rồi? 68 68 à. Ông cười lại đi, tôi thấy cười mà.
Rồi, thôi chung liền. Ông cười hồi mà tôi đứt gân máu chứ. Rồi, trả lời đơn vị gốc. Rồi, quá dữ, quá dữ, quá dữ. Quá dữ luôn, ông này quá dữ quá. Quý vị thấy không, bà con cô bác thấy không? Đó là thí sinh của chúng ta rồi. À, khán giả chúng ta là hết sức là đáng yêu, dễ thương. Nè, tôi dẫn nè. Tối nay 12 giờ khuya mới mở cái bao ra nha. Ừ. Rồi. Câu số 2. Mời các bạn nghe đoạn nhạc sau đây và đoán đó là thể điều gì? A. Bài tạ. B. Ú liều, ú sáng. C. Tam pháp nhập môn. Rồi. Nhỏ sổ tay em này, nhỏ xíu nè, đó nhỏ xíu nè, ưu tiên cho nữ đi em, thấy không? À, cái nhỏ này phải không? Tên gì? Dạ tên Nguyễn Diễm Ngọc. Hả? Dạ tên Ngọc. Ngọc nhà ở đâu? Dạ quê Sóc Trăng. Sao không ở dưới lên đây làm gì? Dạ lên đây làm việc. Làm việc à? Coi chương trình nãy giờ thấy gì sao? Dạ thấy ai cũng cả hay hết trơn chú. Rồi giờ trả lời đi. Cái gì? Dạ bài tạ. Chắc không? Dạ chắc. Biết ca không? Dạ biết. Đâu ca thử rồi. Dạ con. Dạ không có thuộc đâu. Dạ thôi giờ thuộc bài gì ca cũng được đi. Thôi trúng rồi đó, chung nè. Đó không? Nhưng mà ca đi. Dạ thôi. Thuộc gì không? Dạ thôi. Đó, ca đại đi. Dạ thôi chú. Hả? Dạ thôi. Ở biết sao, đòi ca phải trả tiền. Thôi về đi. Rồi. Rồi còn một câu hỏi nữa nha. Câu số 3. Mời các bạn nghe đoạn nhạc sau đây và đoạn đó là thể gì? A. Lý Đêm Trăng. B. Lý Ru Con. C. Lý Giao Duyên. Dữ quá dữ. Rồi được rồi. Có cái là cái người này dữ nha, không mời mà lên là dữ. Mời chị đứng đây. Rồi chị mà trả lời trật là tôi tự tử tôi chết liền á. Do rồi. Bây giờ chị tên gì? Dạ tôi tên Trang Kim Dung. Tối qua ngủ được không? Dạ ngủ được. À. Hồi đó giờ là có buồn gì không? Dạ không có buồn. Hồi đó giờ có hối hận gì gì không? Dạ không có hối hận. Hối hận ngày nào mà không được đi xem ngày thứ bảy là ngày đó tôi hối hận á. Dạ, quá dữ rồi. Thôi giờ trả lời đi ha. Chị mà trả lời trai sai là tôi hối hận lắm đó nha. Khi tôi trả lời tôi chúc ban giám khảo dồi dào sức khỏe. Chúc ban nhạc và chúc toàn thể khán giả. Vậy tôi hỏi thiệt chị nè. Trên cái hội đồng giám khảo ở trảnh á, chị chú ý ai nhất? Chú ý Ngọc Mai. Hả? Ngọc Mai. Tại sao chú ý Ngọc Mai? Thần tượng của tôi mấy chục năm rồi. À, có ngỏ lời chưa? Không dám ngỏ lời, tại có nơi rồi. Hả? Là sao? Là cổ có bạn nhiều lắm, còn mình chỉ là một khán giả xa lắm. Cổ không nhớ mình. Thôi bây giờ bây giờ ngỏ lời đi. Bộ không có chào cổ rồi. À, dạ. Rồi thấy càng ngày càng trẻ đẹp đúng không? Là đúng rồi, càng ngày càng trẻ tôi càng ấn tượng Ngọc Mai lắm á. Biết Ngọc Mai bây giờ tuổi gì không? Không biết tuổi gì nhưng mà hồi xuân. Hồi xuân à? Qua cái tuổi hồi xuân biết tuổi gì không? Tôi không biết. Hồi đó. Qua tuổi hồi đó biết tuổi gì không? Không biết luôn. Hồi hộp. Qua tuổi hồi hộp biết tuổi gì không? Hồi sức. Thôi trả lời đi, mệt quá. Gì, điều gì? Quên chúc chú Hữu Luân, nhất là chú Hữu Luân phải dồi dào sức khỏe để dẫn chương trình dài dài, tại giờ có chú Hữu Luân là có niềm vui nhiều lắm. À, vui à? À, rồi thôi giờ chị trả lời đi ha. Bây giờ bà câu gì, bà gì? Dạ là Lý Giao Duyên. Chắc không? Dạ. Biết ca không? Dạ biết nhưng mà không có thuộc đâu. Để hôm khác, hẹn hôm khác. Hả? Hẹn hôm khác. Thề đi. Thôi không biết thề. Tôi nói tôi bị gạt nhiều lắm á. Bà con có bác biết không? Hả? Nhưng mà hứa chú Luân là nhất định là sẽ có ngày tôi lên ca. Rồi chắc ha. Rồi thôi tặng ha, về 12 giờ khuya mở ra. Đó quý vị thấy không, đó lên con ơi. Ơi cảm ơn chị nhiều nha, bởi tôi mời riết mệt tự động lên luôn.
Con vậy chứ bữa nay là thấy trẻ ra nha. Tôi thấy chị là trẻ ra đó, đúng không? Cuộc đời chị em mình đâu còn gì để mất nữa, đúng không? Đó, do đó chứ quý vị thấy là cái cuộc chơi của chúng ta hết sức là tao nhã, từ nhỏ cho tới lớn. Do đó cho nên là tôi nói quý vị, mỗi lần mà tôi không có lên sóng chương trình này đó, tôi buồn lắm. Mà quý vị biết là thôi không nói nữa. Bây giờ đó, kính thưa quý vị, bà con cô bác gần xa thân mến, có lẽ là cái hạnh phúc nhất của một người nghệ sĩ đó là được phục vụ cho công chúng. Và cái điều hạnh phúc hơn nữa đó là công chúng đón nhận. Và tôi cứ lặp đi lặp lại hoài, hồi nãy nhân dịp hồi nãy chị nói đó, thật sự mà nói là cái câu chuyện mà tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần đó là một cuộc chạy tiếp sức giữa thế hệ này qua thế hệ khác. Chúng ta ngồi ở đây không chỉ để vui chơi không, mà còn làm một cái công việc mà nó có ý nghĩa hết sức là lớn lao. Ở trên hàng ghế của hội đồng giám khảo, quý vị có thể thấy là soạn giả Minh Thùy, tuổi là cao nhất, mà nhiều khi tôi gọi đùa đó là Kim Mao Sơn Dương Tạ Tốn, có nghĩa là tóc rất là khỏe. Mà mỗi buổi chiều thứ bảy, hội đồng giám khảo sắp xếp thời gian để ngồi đây để nghe các em thí sinh từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác, để làm chi? Không phải để chấm điểm không, mà để bảo tồn cái giá trị phi vật thể của ca nhạc tài tử cải lương Nam Bộ. Do đó cho nên là cái câu chuyện này là một câu chuyện hết sức là thiêng liêng, ý nghĩa. Mà cái sự đóng góp đó không chỉ có hội đồng giám khảo, mà còn có anh em ở ban nhạc, và đặc biệt là quý vị khán giả gần xa ở trong khán phòng này, cũng như là cả triệu người đang xem chương trình trực tiếp. Có những em rất là nhỏ, có những em bé mới sinh ra có thể là nằm ở trên võng và nghe những cái giai điệu ca nhạc tài tử này, và nó thấm sâu vào trong cái tiềm thức em đó. Do đó cho nên cái công việc mà mỗi lần tôi đứng trên sóng của đài thì nói thật với quý vị là tôi hết sức là hạnh phúc. Một lần nữa xin cảm ơn những tình cảm của bà con cô bác gần xa dành cho Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh, dành cho chương trình tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần, dành cho chương trình tuyển chọn giọng ca cải lương giải Bông Lúa Vàng, và dành cho những người thực hiện chương trình này. Xin chân thành cảm ơn. Trở lại phần dự thi của các thí sinh, chúng tôi mời quý vị các bạn nghe và xem đài gần xa thưởng thức phần dự thi của thí sinh mang số danh 52, Nguyễn Quốc Đồng, sinh năm 1990 tại Cà Mau. Bạn Quốc Đồng sẽ ca cổ bản và hai câu giọng cổ của soạn giả Hà Nam Quang, Đường Về Nhà Mình Xa Quá Má Ơi, câu 1 và câu 2. Là nông dân sống với mình vườn thửa ruộng, từ thời ông cha khởi nghiệp khai cơ cho đến tận bây giờ, trải bao đời dãi nắng dầm sương chân đất đầu trần với bao khổ cực để bảo vệ vùng đất này. Vùng đất một thời lầy lội bước chân thành cánh đồng trái rộng thênh thang cho cây lúa quằn bông kiểu hạt. Trên quê hương xứ sở của ta một vùng sông nước ngọt đậm đà, anh mới vừa nhắc chuyện đã qua cây thuở ông cha bỏ công cày dân, còn tôi thì nhắc chuyện gần đây. Nói gần như cũng mấy mươi năm rồi, mình cũng khổ cực mà thôi. Hồi nhỏ mỗi lần con ra cây cầu ngoài bên sông rửa mặt, mà lại nhắc con là hai à, coi chừng té nghe con.
tiền con đi xa lúc con tuổi mười lăm, mà lo sóc lại chân cầu trước khi đưa con ra bờ. Tưởng con đi hai năm, nào ngờ con đi hơn 20 năm trời biển biết. Tóc má từng đêm đo thương nhớ trên đầu. Trở về quê khi tàu vừa cập bến, mà lại nhắc con là hay à, coi chừng té nghe con. Ôm con vào lòng mà tay má run run, vòng tay tròn tình thắm người mẹ. Vòng tay em nhịp vòng giao nghiêng, để con chìm vào lời ru em à. Dài đi chia bao nhiêu ngả, nhưng quê hương chỉ có một lối về. Đêm ở rừng sâu kêu ánh điện đô thành, má đã thức với con vì sợ con lạ chỗ, sợ muỗi nhiều má sợ khói ung. Vợ mười thì mới trở lại quê, con chợt biến thành con chiên khách. Giờ chuyến tàu kia có lần con than thở, đường về nhà mình xa quá má ơi. Sau đây là số điểm của hội đồng giám khảo. Nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Khải 18,93, soạn giả Đăng Minh 18,99, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai 18,99, soạn giả Minh Tuy 18,94. Xin cảm ơn hội đồng giám khảo. Tiếp theo chúng tôi mời quý vị các bạn nghe và xem đài gần xa thưởng thức phần dự thi của thí sinh rất đặc biệt, bạn này ở Thái Bình. Vâng. Số báo danh 12, Lê Quang Đức sinh năm 1979. Bạn Đức sẽ ca Đảo Ngũ Cung 8 câu và 2 câu giọng cổ của soạn giả Nguyễn Thanh Điền, Công Đức Sinh Thành, câu 1 và câu 2. Lại một thảm sự đã qua mà ngàn năm dân ta còn nhớ mãi. Đó là hồi thuở xưa kia tại đất Trung Nguyên. Có một ác tướng bạo tàn, tộc ta kể từ đây phải chịu ngậm oán nuốt hờn, kêu chẳng thấu trời nào những nỗi lầm than. Chúng bắt dân Nam lên non tìm ngọc xuống biển mò vàng, cố
một lũ tham quan, nó chẳng chút nhân tình, miễn sao cho mình được sang cả thì thôi. Bao năm xa cách quê nhà, lòng con thương nhớ cha già khôn nguôi. Thời gian dần trôi tôi rời xa xóm nhỏ, bỏ lại quê hương ngày đêm thương nhớ cha trẻ, mong sao con được khôn lớn nên người. Cha là vầng thái dương soi sáng rạng ngời, lo cho con từng miếng cơm manh nặng gian lao, chỉ mong sao con được ấm no hạnh phúc. Xứ lạ quê người bao vất vả lo toan, để ngày mai tương lai rạng rỡ. Là số điểm của hội đồng giám khảo quá dữ nha, ở Thái Bình mà ca và ca giọng cổ vậy là dữ lắm á, giống rồi nghe cái giọng này rất là dễ thương. Sau đây là kết quả nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Khải 18,95, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai 18,97. Quá dữ. Soạn giả Minh Tuy 18,94 và soạn giả Đăng Minh 18,90 mấy, 96. Chúc mừng bạn. Tôi nói thiệt là thường thường là hồi nãy có thỏa thuận rồi, bữa hổm có đi thi đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. À, em đoạt giải gì mà giờ thi nữa? Dạ mới vào chung kết nhưng chưa có giải ạ. À, lần này có muốn có giải không? Nói chung là đi thi thì ai cũng muốn. Dạ, nhưng mà cứ cố gắng hết mình từng buổi một, được đến đâu thì hay tới đó. Em từ Thái Bình em vô đây bao nhiêu lâu rồi? Dạ, được 18 năm ạ. 18 năm mà sao không nói giọng Nam đi mà. Tại vì nói giọng Nam, nói bình thường thì nó đã khó rồi, nhưng đối với người miền Bắc thì nói càng khó hơn. Cho nên là em cứ giữ cái dòng miền Bắc của em cho nó chính. Chứ bây giờ là tôi thích nói giọng Bắc.
ấy, nhưng mà tôi nói như thế nhưng mà bạn bè tôi ở Hà Nội nói anh nói tới Thanh Hóa à? Dạ không, đi từ đây, từ thành phố đi ra thì phải đi qua Thanh Hóa rồi mới ra tới Hà Nội. Những cái giọng của tôi là giọng Hà Nội hay là giọng nào? Giọng của anh chắc nó ở giữa giữa cái khúc Thanh Hóa và Hà Nội á. Ôi, rất là vui là bởi vì sao? Vì nói gì nói là cái pha giọng không có được, đúng không? Dạ. Giờ hỏi là để kiểm tra cái trình độ sao ở 18 năm nè. Ở người miền Nam nói quẩn là gì? Anh có quẩn không? Là có nghĩa là gì, hiểu không? Theo anh nghĩ chắc là có rảnh không hả? Có quẩn không là rảnh không hả? Còn miền Bắc gọi là gì? Miền Bắc thì hỏi là có rảnh không được ghé nhà chơi. Rảnh rỗi. Rảnh rỗi, rảnh rỗi ghé nhà chơi à? Nhưng mà nói dài quá. Không? Ví dụ như là ông ấy ổng có khỏe, ông ấy có khỏe không, đúng không? Dạ vâng, đúng ạ. Nhưng mà người miền Nam đâu có nói dài vậy. Miền Nam ấy ổng ấy, ổng mới có khỏe không? Ổng hả? Ổng khỏe không? Cái từ mà hay ở đây có thạc sĩ, tiến sĩ Quỳnh Khải nè, cái tiếng miền Nam nó mang tính triết học. Ổng có khỏe không chứ không phải là ổng có khỏe không, đúng không? Dạ vâng, đúng ạ. Đúng không? Ổng có nghĩa là ông ấy, đúng không? Tiếng Anh là he is, ông ấy. Mà triết học cái là ổng khỏe, ổng mới hôn được, yếu đâu có hôn được. À, hay đó, em thấy không? Dạ, dạ. Em nói lại coi. Ổng có khỏe không? Ổng có khỏe không? Khỏe mà hôn được. Ôi, nói gì chứ, cái này là còn trong vòng nghiên cứu hả, thạc sĩ? Đúng không? Ở đây tôi thấy nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai cười quá trời luôn. Đó, cười gọi là đang hồi sưng đó, cho nên nó khác. Bữa nay sao quý vị thông cảm tôi, trời nó nóng, có nói điều gì sơ sức quý vị niệm tình tha thứ, tại vì tôi cũng là con người, đúng không, chứ không phải thánh thần gì mà nói cái gì nó cũng đúng, nói 100 chuyện thế nào cũng có chuyện trật á, đúng không? Không lẽ về tôi ca nặng tình xưa nữa hoặc con rối được, thôi nó đủ giống rồi, chứ biết sao, tại vì tôi mà, tại vì cái nhiệm vụ của tôi dẫn chương trình. Nhiều khi ca là mắc ca, thích ca lắm. Cuối cùng cái vô gọi cuộc đời tôi là bà con biết ở cái con bài đó thôi, đúng không? Tại tôi ca nữa là dữ lắm, đúng không? Ở đây có thạc sĩ, có soạn giả, nói chấm điểm tôi là kẹt lắm. Bây giờ nói với quý vị là tiếp theo chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức phần dự thi của thí sinh đến từ Bạc Liêu. Số báo danh 04 Nguyễn Thị Nương, sinh năm 1988. Bạn Nương sẽ ca Nam Xuân 8 câu và 2 câu dòng gỗ của soạn giả Cẩm Thạch. Cung bậc thời gian câu 5 và câu 6.
giặc tiên từ lôn và sắc gian vàng cũng chợt nao nao trước nỗi sầu cung phu. Giá cổ hoài lan chợt hiện cung sáng bài giống cũ qua đôi bàn tay người nhạc sĩ âm thầm. Sau đây là số điểm của hội đồng giám khảo ở Bạc Liêu nha. Cái này là quê hương của bác Sáu, Sáu Lầu á. Nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Khải 18,93. Soạn giả Đăng Minh 18,96. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai 18,96. Soạn giả Minh Thùy 18,92. Xin cảm ơn hội đồng giám khảo. Rồi cảm ơn ca mà thi mà toàn là bắt gió hồi trời nãy giờ nằm ở trọng á. Rồi hơi ráng nghe con. Ừ. Ừ rồi. Vậy cũng có lý lắm rồi, chín mấy là cũng dữ rồi ha. Bây giờ đến phần hấp dẫn lắm, có nghĩa là hầu như tất cả bà con cô bác đang nghe chương trình này hoặc là ngồi ở đây đều biết ca dòng cổ hết á. Có nghĩa là ai cũng muốn đăng ký lên ca hết. À, do đó mà ca hay chứ không phải dữ. À, tuần rồi là ca mà nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai là chấm điểm 19 mấy mấy luôn, quá dữ luôn. Do đó cho nên là bây giờ tôi mời là Kim Anh ở An Giang, Đuôi Dòng Tâm Sự, sáng tác của soạn giả Minh Thùy. Đây là nghệ sĩ từ An Giang nha, nghe cái giọng thử. Quý vị thấy thường thường cái người mà ca hay cái tướng đi nó khác thường. Rồi à, Kim Anh ca đi Kim Anh. Rồi, em ở An Giang ở chỗ nào? Dạ, em ở Tân Châu anh. À, Tân Châu hả? Hình như là, hình như chồng em hồi nãy lên đây hát phải không? Dạ đúng anh. Phải không? Dạ. Rồi nó đó, ở nhà nó đối xử em được không? Dạ tốt lắm anh. Tốt không? Dạ, ừ, tốt. Coi mới tốt bây giờ. Người ta nói là đổi vợ trên đầu là trường sinh bất lão. Nói chơi vui vậy, chứ bây giờ em cao cái gì? Dạ em ca bài câu 4 của Đôi Dòng Tâm Sự của tác giả Minh Thùy. Mời quý vị dành một tràng pháo tay. Thank you.
mình không chăm chỉ siêng năng. Những cành đông con nơi xóm nghèo đô thị, mỗi bước chân đi là bao điều vướng bận. Sớm tối quay cùng một miếng ăn ngon, ước muốn thoáng qua nhưng rồi tắt liềm. Bởi việc cho con áo quần ăn học còn chưa đủ chưa no, thì làm sao em dám ước mơ vị ngọt cho riêng mình. Đây là tập những bài ca giọng cổ hay nhất. Rất là cảm ơn em rất là nhiều ha. Chúc gia đình thiệt là vui ha. Thưa quý vị, các bạn nghe đài gần xa thân mến, quý vị có thể thấy gia đình của bạn Văn. Đây là bà xã, coi như là con gái là Hồng cũng đoạt giải ha. Rồi bà xã, bà này cấp xã, do đó cho nên là nó nhỏ, chứ còn mấy cái bà kia là tôi không biết hay à. Nhưng mà có gì mình nói thiệt cái đó. Thôi ngồi xuống đi, đừng có cãi, coi có sao tôi nói vậy thôi. Và rồi bà cười nữa, chứ ngồi thì tôi thấy sao tôi nói vậy. Bà này bà xã thì bà cấp xã đi, đúng không? Coi cấp huyện là tính sao cái đó. Ông nói ông trốn rồi kìa. Trở lại phần dự thi của các thí sinh, mời quý vị các bạn nghe và xem đài gần xa thử thức phần dự thi của thí sinh mang số danh 76 Lê Minh Luân, sinh năm 1983 tại Bạc Liêu. Bạn Luân sẽ ca năm xuân 8 câu và 2 câu giọng cổ của soạn giả nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu, tiếng đàn trong ngục tối, câu 4 và câu 6. Thank you.
chốn thâm cung công nương có nghe chăng từ nơi ngục tôi. Có một kẻ tù nhân đang ngồi dạo mây cung trở lại chân gian, đàn kêu tích tích tình tan vì ai chém đằng đầu chẳng yêu qua, đàn kêu bà khá đơn hàng để tôi ở lại trừ án mạng xa. Đến bờ môi tươi thắm, nhưng ngẫm lại mình là thân tù tội, còn ai kia là gấm lụa vàng son. Nhưng nếu tơ hồng không xé mối lương duyên thì làm sao ta bắn được đại bàng sau đây là kết quả của hội đồng giám khảo. Nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Khải 18,89. Soạn giả Đăng Minh 18,90. Soạn giả Minh Thùy 18,90 và nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai 18,90. Xin cảm ơn hội đồng giám khảo. Kính thưa quý vị, các bạn nghe và xem đài gần xa thân mến, chương trình trực tiếp phát thanh và truyền hình cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần đến đây xin phép được tạm dừng. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, kính chúc quý vị và các bạn có được một ngày thứ bảy thật hạnh phúc. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kịch bản đạo diễn nhạc sĩ Ngô Tường Quang, phó ban tổ chức nhà báo Lê Hồng Kinh, phó trưởng kênh FM 99.9 MHz. Hữu Lưng và ekip thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chọn giọng ca cải lương hàng tuần, chương trình này đến đây là hết. Thân ái chào quý vị.